Gel vệ sinh phụ nữ dạ thảo liên thì có thể sử dụng được cho phụ nữ mang thai hay không? Thiên chức của người phụ nữ đó là được làm mẹ. Những ai mà đã nè đang làm mẹ thì sẽ hiểu được cái cảm giác hạnh phúc của mình như thế nào, mình cảm nhận được trong cơ thể của mình có một sinh linh bé nhỏ. Tuy nhiên ở cái thời điểm này nè, cơ thể của người phụ nữ có thay đổi rất là nhiều, từ hình dáng bên ngoài cho đến là nội tiết tố bên trong. Cái lượng đường nè, cái lượng hormone tăng cao tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển gây bệnh như là nấm candida. Lúc này cổ tử cung mở rộng làm cho vi khuẩn rất là dễ tấn công, cộng thêm là sức đề kháng của người phụ nữ mang thai lúc này kém hơn bình thường, rồi căng thẳng mệt mỏi, đó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa thời kỳ bầu bí. Do đó chị em chúng mình cần phải chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, vì bị viêm nhiễm phụ khoa ở thời kỳ mang thai nó rất là nguy hiểm. Cái nguy cơ mà bị sinh non nó tăng lên tới 8%, rồi bị viêm màng ối nè, vỡ ối, trẻ sinh ra thì nhẹ cân do bị suy dinh dưỡng bào thai, rất là nguy hiểm phải không nào? Và cái biện pháp để phòng ngừa hữu hiệu đó là mình nên sử dụng những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ có nguồn gốc từ thiên nhiên, như là cái chai gel vệ sinh phụ nữ của công ty Dạ Thảo Liên, giúp kháng khuẩn, kháng viêm, kháng nấm trên diện rộng, an toàn, không gây kích ứng da, ngăn ngừa và bảo vệ những cái tác nhân gây nên bệnh phụ khoa. Vì thành phần chính của cái chai gel vệ sinh phụ nữ này đó là nano bạc, trầu không, bạc hà, lô hội, vitamin E, giúp vùng kính mình luôn sạch sẽ, là khô thoáng và khử mùi hôi vùng kính, cân bằng độ pH, rất là an toàn kể cả là phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú. Do đó các chị em mà đang bầu bí có thể yên tâm sử dụng cái chai gel vệ sinh phụ nữ này nha. Quên gì cũng được chứ đừng quên sử dụng cái gel vệ sinh phụ nữ Dạ Thảo Liên để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, các chị bầu mình nha. Liên hệ với Tiến ngay để được sở hữu một cái em gel vệ sinh phụ nữ như thế này.